mọi người thấy cái gì đâu. Mặc dù trời đã rất là tối rồi nhưng mà mình vẫn cố gắng lên video người ạ. Tại vì hôm nay mình về được một siêu phẩm mới. Dòng này là dòng FZ phiên bản là 150 phiên bản S rồi nhá. Để nói về cái thời kỳ mà đỉnh điểm 2011 á, mà ai mà sở được con FZ mà như tân gái phải gọi là đẳng cấp lắm mọi người nhá. Đấy, xe đang đổ ganti luôn, máy móc rất là êm, bản là sang cơ nhá, đời đầu 2011 sang cơ nhá. Con này đăng ký về biển số 94 Bạc Lưu rồi, K1 47819 nhá. Xe nói chung thì còn khá là ok, liền lạc theo 5 tháng thời gian rồi ạ. Không cần phải chia điểm gì rồi. Đó, FZ 150S bản đời đầu này 150, nhưng con này thì để mình vô đây mình rịn ga lên cho mọi người nghe nhá. Máy móc đổ thầm thì luôn, bozin mà. Đó. Không biết mọi người cảm nhận thấy cái máy nó êm như nào chưa? Mình thấy máy móc nó khá là êm nhá. Đây. Để mình cho mọi người coi cái quả đèn sáng nhất đêm nay là như thế nào nhá. Thấy không? Mù mắt luôn, rất là sáng. Đó, rất là sáng, sáng kinh khủng khiếp luôn. Xi nhan này, trái phải đều ok hết nhá. Không có thiếu thứ gì luôn, quả đèn không thiếu này. Nó đầy đủ hết luôn nhá. Đây, pha cốt đều tốt hết nhá, không có thiếu thứ gì luôn. À, đối với con này thì nhanh gọn cực kỳ luôn, mọi người chuyển đưa trước cho bên mình 5 củ thôi là nhận được xe rồi. Còn giá chính xác của em này là 15 củ nhá. Đấy, nếu mà ai nghe mà điều kiện kinh tế dư giả thì chốt luôn 15 củ không nói nhiều nhá. Đấy thì ai nhanh tay thì còn, mà chậm tay không còn đâu nhỉ thôi. Đấy, xe rất đẹp luôn, FZ mà. Không có điều gì bàn cãi rồi. Ok mọi người nhá, mọi người chốt đơn giúp mình nhá. Được mình ship nhá.